Xin chào mọi người. Hôm nay mình lên một cái video này giới thiệu với các bạn một chiếc máy cưa xích của hãng Husqvarna. Husqvarna Thụy Điển các bạn nhé. Hàng Nhật bãi, đã qua sử dụng. Sản xuất tại Thụy Điển và xuất sang thị trường Nhật Bản. Con này mã của nó là 238. Husqvarna 238 nhé. Husqvarna 238. Nhật bãi zin nguyên bản. Hình thức thì còn khá là ổn. Hình thức khá ổn nhé. Con này thì là cái chắn tay của nó thì nó bị gãy đây. Nhưng mà cái cần phanh xích này thì nó vẫn hoạt động bình thường. Cần phanh xích thì vẫn hoạt động bình thường các bạn nhé. Chúng ta gật lên gật xuống cái cần này để thắng xích vẫn hoạt động bình thường. Nó bị mất cái chắn tay thôi, nhưng mà nhiều người là không thích chắn tay đâu. Rất nhiều người ta còn tháo cái chắn tay đi cơ. Tháo chắn tay, tháo thắng xích ra cơ. Nó đỡ bất tiện khi sử dụng. Zin nguyên bản luôn. Cái nam của nó cũng là zin nguyên bản này, vẫn còn chữ Husqvarna MM ở đây. Và cái xích của nó còn khá dày. Xích con này thì là dày được khoảng 80% này. Xích còn dày khoảng 80% nhá. Hàng bãi này thì là nó cũng khách hàng nào mà gặp được cái con máy mà cái xích của nó còn dày thì là chúng ta còn sử dụng được một thời gian. Còn nếu như mà gặp phải con mà xích của nó mòn gần hết rồi thì chúng ta mua về chúng ta thay. Cửa hàng mình thì là bán là toàn bán hàng đi theo máy thôi. Đấy. Hàng về sau thì là bán vậy cho khách. Tuy nhiên là máy móc thì là cam kết với các bạn là máy móc thì zin nguyên bản và hơi hám của nó thì là căng đét nhé. Nam thì là cũng đi theo máy luôn. Không, cửa hàng về thì không có phải sửa chữa hay là thay thế bất kỳ một cái phụ kiện gì, phụ tùng gì của máy cả. Không thêm và cũng không bớt cái gì. Về sau là chỉnh chót nó ngon lành, máy móc lỗ ok ngon lành, giao cho khách. Con này thì là nó có giá là rất là tốt thôi. Hàng này giá rất tốt. Chúng ta sử dụng con này để đi để cắt gia đình, cắt củi, cắt gỗ, cắt củi ở vườn, rồi là chúng ta dọn vườn. Hoặc là nếu như chúng ta mà có thi thoảng đi khai thác một vài cây keo, cây bạch đàn ấy. Rừng đồi keo, đồi bạch đàn mà kích thước đường kính của nó vừa phải thôi, khoảng 30 phân đổ về thôi thì là con này cắt vẫn được các bạn nhé. Con này thì là hàng nó nối đồng cuối đá luôn, cực kỳ bền, rất bền luôn, mà nó dùng là nó yên tâm. Sau đây thì mình sẽ test nổ chiếc máy cho các bạn tham khảo. Đấy, công tắc đây nhá. Mình thao tác lại này.
Đấy, ok. Cực bốc luôn. Nó tưới xích vẫn bình thường các bạn nhé. Máy tưới, hệ thống bơm nhớt luôn, nhớt tưới xích vẫn bình thường. Sau đây mình sẽ tắt công tắc đi và mình giật cái bộ, giật cái hơi để cho các bạn thấy là cái độ căng của hơi nhé. Đấy này, rất căng luôn các bạn. Đấy, hơi rất căng, giật thì rất dễ lổ. Ok, bọn này giá rẻ các bạn nhé. Bọn này giá rẻ, giá chỉ khoảng 2 triệu rưỡi thôi. 2 triệu rưỡi bao ship tận nhà luôn. Bạn nào mà có nhu cầu mua hàng thì liên hệ ngay với mình qua số Zalo là 0983 804 084 để đặt mua hàng nhé. Giá của sản phẩm và số điện thoại mình luôn ghi phần mô tả video nhé. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.